Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em một số cái combo thẻ ha, cũng như là một số nhiệm vụ trên dự án Hunter Combat. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 7 ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là làm các cái phần nhiệm vụ đây. Đầu tiên là danh sách nhiệm vụ ha. Anh em sẽ vào cái phần đây để anh em xem lại những cái video và kiểm tra cái phần thưởng ha. Nếu như anh em xem rồi thì anh em sẽ bấm vào phần chat để xem để nhận cái phần thưởng hàng ngày. Ngoài ra thì anh em sẽ vào cái danh sách nhiệm vụ đây để anh em check in ha và nhận thưởng cái phần thưởng daily hàng ngày. Rồi ok. Tiếp theo ha, ở đây mật mã hàng ngày thì mình bấm vào đây. Hôm nay mình sẽ giải mã. Thì anh em sẽ join vào nhóm Telegram. Thì mật mã hôm nay sẽ là chữ reward ha. Bây giờ mình sẽ bấm từng từng chữ ha. Chấm gạch chấm. Chấm chấm gạch gạch chấm gạch chấm gạch chấm rồi là gạch chấm chấm rồi bấm nhận thưởng ha. Rồi tiếp theo ở cái thẻ kết hợp, thẻ kết hợp thì anh em sẽ vào nhóm Telegram luôn ha. Mình sẽ để cái thông tin thẻ ở đây. Thì hôm nay sẽ là cái gồm có 3 thẻ. Thứ nhất là Pre-Market Lab. Thứ hai là Support Team. Và thứ ba là USDT On To ha. Đó. Thì anh em sẽ kiếm cái 3 thẻ này để anh em nâng cấp lên ha. Thì khi mà anh em nâng cấp đủ 3 thẻ này thì anh em sẽ nhận được phần thưởng của dự án ha. Đó. Ở đây là phần thưởng 5 triệu cái đồng xu nha. Rồi ok. Bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi trò chơi nhỏ ha. Anh em bấm vào trò chơi nhỏ nè. Rồi bây giờ mình tiến hành chơi ha.